sắp xếp cho Kingsley những cái vị trí không đúng sở trường. Kingsley nói với tôi đến độ như thế này: nếu mà bây giờ trong cái buổi tập này, trong những cái buổi tập này mà sắp xếp anh đá như thế này mà có báo chí ở đây thì anh sẽ nói toạc ra tất cả những cái điều xấu xa của kia đi sách. Kingsley nói với tôi nghe như vậy đó. Tôi xin gặp lại các bạn. Hôm nay tôi nói về cái câu chuyện giữa Keith Isaac và Kingsley Alves, tức là sau này khi anh lấy vợ Việt Nam, anh nhập tịch thì anh mang cái tên là Quỳnh Kingsley Alves. Câu chuyện đó là vào năm 2006, Chúa Kẻ Sơn Long và Mãnh Hổ gặp nhau trong một cái khu rừng. Tôi ví là như vậy mà hoàn toàn thực tế nó cũng như vậy. Để trước tiên để các bạn có một cái nhìn nó xuyên suốt hơn thì tôi cũng điểm tin là thôi, tôi lược lại để cho các bạn dễ hình dung. Cái này thì chúng ta search trên mạng thì cũng có đầy. Tức là khi Quỳnh Kingsley bước chân đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì lúc đó Keith Isaac đã ở đó 2 năm rưỡi rồi, và anh đúng chắc là một công thần. Vì sao là công thần? Bởi vì ngoài cái việc mà anh nửa mùa của giải hạng nhất anh giúp đội Hoàng Anh Gia Lai về nhì để lên giành quyền lên chơi giải V-League, đó là năm 2002. Qua năm 2003 và năm 2004 thì Keith Isaac giúp Hoàng Anh Gia Lai vô địch ngay 2 mùa đầu lên chơi ở giải chuyên nghiệp Việt Nam liền. Thì tất nhiên anh ta là một công thần và một thủ lĩnh trên sân, trong phòng thay đồ và cả cái bộ mặt. Những cầu thủ nội của Hoàng Anh Gia Lai chơi rất tốt, ví dụ như là Dương Minh Ninh, ví dụ như là Nguyễn Minh Hải, ví dụ như là Nguyễn Văn Đàn. Chính trong cái thời điểm đó mà huấn luyện viên Calisto của đội tuyển quốc gia đã gọi Minh Hải lên trên đội tuyển quốc gia. Nhưng mà lên đội tuyển quốc gia thì không có sự hỗ trợ của Keith Isaac thì Minh Hải không đáp ứng được, và sau đó anh ta về sớm trong một cái cuộc tập trung đội tuyển quốc gia. Còn Kingsley thì là thế nào? Kingsley thì là một lúc đó năm 2004, trong màu áo câu lạc bộ Matsubara của Brazil đến Bình Dương để tham dự BTV Cup của Brazil. Thì năm 2004 đó Matsubara vô địch cái BTV Cup và Quỳnh Kingsley là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, thì chủ giải tức là Bình Dương họ đã lượm ngay Quỳnh Kingsley. Nhưng mà để thận trọng thì Bình Dương chỉ ký có một mùa thôi. Một mùa. Tôi biết chính xác lương của Quỳnh Kingsley lúc đó là 5.000 đô la một tháng, một số tiền rất là lớn đó các bạn ạ. Câu lạc bộ Matsubara ở bên Brazil cũng không phải là một câu lạc bộ mạnh hay là, nhưng mà đối với những cầu thủ xứ Samba qua Việt Nam mình thì họ đá rất là hay. Và Quỳnh Kingsley được Bình Dương trả lương 5.000 đô la một tháng, đó là mùa bóng 2005. Thì đến cho dù là ngay mùa đầu khoác áo đội Bình Dương, Quỳnh Kingsley đoạt danh hiệu vua phá lưới ngay. Tức là anh ta chỉ V-League không thôi, anh ta ghi được 21 bàn thắng, một con số cực kỳ khủng khiếp. Sau đó chúng ta thấy anh Almeida hoặc là Melo ở câu lạc bộ SHB Đà Nẵng một mùa chỉ ghi được 16-17 bàn, Quỳnh Kingsley ghi 21 bàn. Và lúc đó xem Quỳnh Kingsley thi đấu thì chúng ta có một cái cảm giác như là cái đội Bình Dương hay là V-League nó giống như một cái áo quá chật chội với cái khả năng của Kingsley vậy. Anh ta đúng chắc là một tiền đạo Brazil chơi rất quái, rất kỹ thuật và ghi bàn nó dễ lắm. Nhưng cuối cùng là anh chỉ về vũ phá lưới, nhưng Bình Dương thì không đoạt được cái ngôi vô địch V-League. Mê và coi như trong đầu của Đức nó nảy ra ngay một cái ý là coi như bộ đôi này, Cọp và Sư Tử về phối hợp với nhau thì V-League không ai mà chịu nổi. Bộ Đức có nói cái câu đó với tôi. Trong đầu ông bắt đầu là muốn sở hữu ngay Quỳnh Kingsley. Thì bộ Đức đi đâu cũng ca tụng về cái đó. Một cầu thủ đưa Hoàng Anh Gia Lai trở thành một đại gia, tiền đạo số 1 Đông Nam Á, kết hợp với một vua phá lưới nữa, thì vua phá lưới V-League nữa thì đúng là một cặp đấu trong mơ phải không các bạn? Nhưng cái chuyện đời thì nó không phải như thế. Cuối cùng Bộ Đức, năm đó Bộ Đức sụp rất nặng, Bộ Đức sụp rất nặng cái chuyện đó. Tôi nhắc lại chi tiết chỗ này, tức là năm 2006, tức là Quỳnh Kingsley bắt đầu bỏ Bình Dương lên khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, thì lúc đó Hoàng Anh Gia Lai gọi binh là hầu hết người Thái, kể cả huấn luyện viên Ajihan Songgamsak
Tức là lúc đó ông được Bộ Đức điều từ Bình Định, ông nắm được Bình Định thì Bộ Đức mới điều lên Hoàng Anh Gia Lai. Cùng với đó ngoại binh là những ai? Kẻ thì sắc, Bu Xích, Chao Quan, Thông Lao. Đó, những cầu thủ toàn là trụ cột của đội tuyển Thái Lan và coi như là những danh thủ hạng một Đông Nam Á. Kết hợp với Quỳnh Kết Slay nữa thì coi như là đúng là Bộ Đức mơ mà coi như là lấy lại cái ngôi vô địch từ tay Đồng Tông Long An để tạo nên một thế lực. Hoàng Gia Lai ở V-League là hoàn toàn chính xác, không có cái vấn đề gì hết. Vua gặp vua, vua Tây Nguyên, Kea Thi Sắc, rồi gặp vua V-League là coi như là Quỳnh Kết Slay nữa thì coi như là cặp tiền đạo đó ai mà chịu cho nổi. Nhưng mà đó chỉ là cái giấc mơ của ông Đức thôi, còn trong banh bóng thì nó lại là một câu chuyện khác. Thực chất cái câu chuyện này thì nó cũng giống như là bây giờ mà chúng ta vẫn hay nhìn qua câu lạc bộ Barcelona, Antoine Griezmann của tuyển thủ Pháp ấy, đã có danh hiệu World Cup năm 2018. Nhưng khi về với Barcelona thì anh vẫn là dưới cái trướng của Messi. Nhưng Antoine Griezmann thì dường như anh ta có một cái sự thừa nhận. Anh ta có một cái sự thừa nhận Messi và Messi, cả thế giới đều thừa nhận Messi hết. Rồi tương tự như thế là ngay cả V-League chúng ta thấy trong những năm tháng mà anh Đức với Công Vinh trong màu áo của câu lạc bộ Bình Dương đó thì hai cái tiền đạo này cũng rất là cằn cự với nhau. Nhưng mà họ có một sự dàn xếp nào đó thì nó hơi ổn được một tí. Còn riêng Kesley thì tôi nghĩ là tôi hoàn toàn chia sẻ với cái chuyện Kesley. Bởi vì Kesley là một tiền đạo trước đó anh đã thể hiện được mình rồi. Thứ nhất là cái ngôi vô địch cùng câu lạc bộ Matsubara ở BTV Cup, anh là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Rồi sau đó ngay mùa đầu khoác áo Bình Dương là trở thành vua phá lưới với 21 bàn thắng. Thì bản anh đến từ một cái xứ sở Samba, xứ sở của sản sinh ra những ông vua bóng đá nữa, thì cái Slay có cái tôi của mình cũng rất là lớn. Mà Kea Thi Sắc thì là mà ông vua ở đó nhiều năm rồi, cho nên nó dẫn đến một cái sự choan choát với nhau nó kinh khủng lắm. Thì Bộ Đức còn mơ đến một cái giấc mơ như thế này nè. Kesley ghi bàn rồi bắt đầu cũng tung lên một cái cú Santo ăn mừng bàn thắng đẹp mắt. Rồi Kea Thi Sắc ăn mừng bàn thắng thì cũng tung lên một cái cú Santo cực kỳ đẹp mắt. Hoàng Anh Gia Lai sẽ lại còn dream team hơn cả những cái thời kỳ mà 2003, 2004 nữa. Nhưng mà không phải như thế. Kea Thi Sắc như tôi đã nói ở từng những cái clip trước, ở đây không phải là tôi phê phán Kea Thi Sắc cái gì, mà trong bóng đá cái câu chuyện mà coi như là một đất một nước mà hai vua đó thì nó luôn luôn xảy ra những cái điều mà âm ỉ trong đó và nó đố kỵ nhau là một cái điều rất lớn trong bóng đá. Cái điều đó thường xuyên xảy ra và dường như người đến sau thì phải chịu chấp nhận, người đến sau phải chịu chấp nhận, bởi vì đó là cái rừng mà của Kea Thi Sắc đang làm vua ở đó, mà một con hổ khác cũng thuộc loại thứ dữ thần thông phép thuật mà đến đó thì coi như là tất nhiên là sẽ bị trừng phạt. Và nếu anh mà anh có một cái khả năng tuyệt vời, anh vượt qua được điều đó thì coi như người ta chấp nhận. Còn nếu anh không có đủ bản lĩnh, không đủ cái gì đó phép thuật thần thông thì anh bị chìm đắm, thì lúc đó thì anh cay đắng ra đây thôi. Trong bóng đá nó đều có cái điều đó hết. Nó giống như một cái sự, chúng ta vẫn hay nói, tức là thậm chí là có thể nói là đó là một cái sự sân si, một cái sự nhỏ mọn, hay là một cái sự unfair play, tức là không đẹp. Nhưng trong bóng đá là nó như thế các bạn ạ. Nó thường thường nó diễn ra như thế. Thì lúc đó tôi cũng chơi rất là thân với Kesley. Và sau đó anh có vợ thì mỗi lần anh về Sài Gòn đây thì hai vợ chồng anh hay đi uống cái quán cà phê mà nó nằm bên hông nhà văn hóa thanh niên á. Tức là trên đường Nguyễn Văn Chim, cái quán cà phê có cây vườn đẹp đẹp mà nó nằm bên hông nhà văn hóa thanh niên. Thì Kesley kể ra anh rất bức xúc. Anh kêu trong những cái buổi tập Kea Thi Sắc với nói ông thầy đồng hương người Thái của mình đó là sắp xếp cho Kesley những cái vị trí không đúng sở trường. Kesley nói với tôi đến độ như thế này: nếu mà bây giờ mà trong cái buổi tập này, trong những cái buổi tập này mà sắp xếp anh đá như thế này, mà có báo chí ở đây thì anh sẽ nói toạc ra tất cả những cái điều xấu xa của Kea Thi Sắc. Kesley nói với tôi nghe như vậy đó. Thì nó sống trong cái cảnh đó rất là mệt. Thì Bộ Đức á, thì lúc đó vẫn tất nhiên là một cái năm người Thái ở trong đội Hoàng Anh Gia Lai, thì tất nhiên Bộ Đức dù muốn hay không ông vẫn phải theo cái phe của Kea Thi Sắc. Thì tôi có gặp Bộ Đức mấy lần, tôi có hỏi anh mơ một cái giấc mơ như thế sao bây giờ về đi đó, sao bộ đôi này em thấy không có một cái phối hợp nào đẹp và Quỳnh Kết Slay nhạt nhòa quá vậy anh Đức. Thì Bộ Đức mới nói rằng trời đất ơi,
nó đem cô bạn gái của nó nằm hoài trong khách sạn chờ nó như vậy, mỗi lần đi đá về đi tập về thì chui ra đó, thì làm thằng nào mà phong độ chịu cho nổi. Thì tôi nghe thì tôi nghe vậy thôi, nhưng mà thực chất lúc đó tôi cũng biết là có một cái cuộc chiến ngầm Thái Brazil trong cái đội hình Hoàng Anh Gia Lai lúc đó, mà cụ thể là Kean Isaac. Tôi như những cái clip trước tôi đã nói, Kean Isaac rất là quái quái thâm, một tiền đạo giỏi thì thường thường nó đi kèm với những cái đức tính đó, là ích kỷ. Một tiền đạo nào giỏi nào nó thường thường như thế, chúng ta thấy Messi đó rất ích kỷ và rất ưng làm trùm tất cả. Thì tương tự như thế là Kean Isaac, bởi vì anh ta ở đó đã 2 năm rưỡi, khi Kessler đến thì anh ta đã trở thành một công thần thực sự rồi. Anh ta dìu dắt những cầu thủ đàn em của anh ta nữa thì anh ta đã thành một công thần chính hiệu. Thì Kessler mới nói rằng coi như là lúc đó ông Aji Hãn là mới đưa Quỳnh Kessler lên đá cắm ở phía trên, còn Kean Isaac lùi về phía dưới, nhưng Kean Isaac đâu có chịu. Kean Isaac phải là người, cho dù là một cầu thủ nhưng mà phải là người đá phía trên, không ai được quyền xếp Kean Isaac hết. Thì Kean Isaac cứ cảm thấy điều đó cứ bực bội, trong lúc Quỳnh Kessler vẫn có những cái tôi của họ. Anh đến từ Brazil, một tiền đạo nó hội tụ điều những cái chất quái, chất kỹ thuật của bóng đá Brazil, và anh ta là đương kim vua phá lưới nữa. Thì Quỳnh Kessler ở đó 2 năm rất nhạt nhòa. Thì Quỳnh Kessler nói với tôi một cái từ rất là Việt Nam, Kean Isaac truyền anh những cái thế mà coi như dễ bị đối phương coi như vô lấy cái gối của anh, hoặc là lấy cái sơ mi chân của anh. Tức là coi như Việt Nam của chúng ta mà các cầu thủ cũng hay nói, tức là quăng ra cục xương. Kean Isaac quăng ra đó cục xương thì để Kean Isaac để cho người chơi cặp với mình là Kessler lao đến thì rất là dễ bị những cái cú sọt, những cái cú tắc của trung vệ đối phương. Đó, Kean Isaac chơi những cái trò đó, và coi như là trong những buổi tập và thi đấu thì đẩy Kessler vào những cái vị trí hết sức không đúng sở trường của Kessler, và Kessler đã mờ nhạt trong đó. Còn chuyền bóng thì coi như Kean Isaac đủ chơi trên sân, đủ đội hình của Thái Lan để Kean Isaac chơi và cô lập Kessler. Mà Kean Isaac thì rất khéo, nó giống như một con lươn vậy, anh ta giỏi lắm. Anh ta rất là dễ gây thiện cảm với người khác, anh ta rất là dễ che đậy những cái mánh lới của mình, bởi vốn là một trung phong quái thì Kean Isaac làm cái gì cũng được hết. Ngồi chúng ta nhìn vào một trận đấu rất ít, rất khó thấy những cái điều đó. Nhưng trong những buổi tập mà không đúng cái vị trí sở trường thì làm sao lên sân ra thi đấu thì cái Kessler thể hiện được. Cái Kessler rất bức xúc, và khi anh kể cho tôi những cái câu chuyện mà đại khái bức xúc như thế thì cái mặt anh nó trắng ra, và nó nhìn rất là cái ánh nhìn của ta rất là tức giận, rất tức giận. Bởi vì anh ta có cái tôi của mình, như tôi vừa mới nói là một tiền đạo Brazil vua phá lưới. Còn Kean Isaac thì như thế, nhưng mà Quỳnh Kessler hồi đó tôi thấy là cái tính của Quỳnh Kessler rất là dễ thương, hiền lành, và coi như anh ta muốn có một sự kết hợp tốt giữa nhóm cầu thủ Thái và cụ thể là Kean Isaac. Nhưng cuối cùng Kean Isaac đã phá bằng những cái bắt anh đá trái với sở trường, và chuyền bóng trên sân thì chuyền bóng cứ kiểu quăng ra cục xương, và Kean Isaac phối hợp với những người đồng người Thái của mình, tức là Dusik, tức là Thawan là một tiền vệ nhập trưởng thông lao, và chơi bóng theo cái kiểu của mình dưới một cái tướng ông thầy là Asian. Ông này là một ông giáo, ông rất giỏi nhưng mà ông rất lành, ông không thể trị những người quái được cho dù ông biết. Thì cuối cùng cái slide ở đó một năm và rất mờ nhạt, những cái cú sân tô lâu lâu mới thể hiện một cái. Thì sau đó cái slide ra đi theo một kiểu thất bại ê chề, và coi như là thông tin từ đó nói là coi như là có một cái cô vợ Việt là coi như là đã lên đến đó, đã lấy hết thể lực và lấy hết những cái gì đó của cái slide. Nhưng mà tôi điều đó thì tôi cũng không tin, bởi vì clip này tôi xin dừng ở đây. Nếu có dịp tôi sẽ quay lại cái đề tài này cho các bạn nghe một cái clip nữa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.